Kính chào quý vị và các bạn. Miền Bắc mưa lớn sẽ kéo dài sang tuần tới, nguy cơ cao gây ra sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt ở 12 tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Trước mắt trong tối và đêm nay, Yên Bái, Ninh Bình hay Bắc Giang là những nơi đáng lo ngại nhất vì lũ lên khẩn cấp, mực nước đều vượt báo động 3. Ngập lụt sẽ còn mở rộng và dâng cao hơn ở các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt lưu ý là tại thành phố Yên Bái và các huyện ven sông Thao trong đêm nay và ngày mai. Các sông khác ở Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình hay là Sơn La, lũ cũng sẽ lên cao trong 2 ngày tới, với đỉnh lũ dao động từ báo động 2 đến báo động 3 và có nơi trên báo động 3. Bà con ở vùng có nguy cơ bị lũ lụt cần chuẩn bị các vật nổi như thuyền, áo phao, lốp để di chuyển khi lũ lên. Chuẩn bị túi dự phòng để đựng các vật dụng cần thiết. Hãy dự trữ nước sạch và lương thực để phòng bị lũ chia cắt. Ngoài ngập lụt thì 12 tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và lũ ống. Vì dự báo từ nay đến ngày 11 tháng 9 thì miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Trong đó trọng tâm mưa chính là các tỉnh Trung Du và vùng núi Bắc Bộ. Lượng mưa phổ biến là từ 200 đến 300mm và có những nơi mưa vượt 500mm. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên sẽ có mưa dông rải rác vào chiều mai. Ít điểm mưa to nhưng trong cơn dông tiềm ẩn lốc, sét, gió rất mạnh nguy hiểm. Còn với Trung Bộ, các thành phố từ Đông Hà trở vào đến Tuy Hòa ngày mai xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa đêm nay ngày mai không mưa, gió nhẹ, biển êm. Còn huyện đảo Trường Sa mưa vài nơi, gió ở mức cấp 4 đến cấp 5. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.